dạ đây dạ, chúng con xin mời cha để có đôi lời công việc tinh thần này, chúng con xin mời cha. Tiếp là cha cùng với ông bà anh chị em tạ ơn Chúa toàn thể đã cho chúng ta có tấm lòng. Mà khi chúng ta đi chia sẻ trong dịp Tết hay bất kỳ dịp nào mà cho một chút quà, cũng phải là để chụp hình, để lên trên mạng, hay là theo phong trào, hay là cái này cái kia, mà chúng ta phải khẳng định với nhau là như vậy. Hay là những cái món quà hết sức là nhỏ bé, cái bộ của trái tim, của lòng toàn lại của nhiều người góp phần và nói xứ. Thì cái này ta thấy đây là cái truyền thống tốt đẹp của giáo xứ chúng ta. Cứ vào mỗi dịp Tết chúng ta có một chút gì đó để chia sẻ một chút thôi, niềm vui, có nghĩa là để muốn nói chúng ta là trong tháng Tết chúng ta cũng không quên những người nghèo khổ ở chung quanh chúng ta. Cái này là tạo một niềm vui, một chút niềm vui vào cái dịp Tết thôi, cho chúng ta cũng có để giúp cho liên viên trong cả năm. Đấy, nhưng mà chúng ta đi làm những cái này chúng ta cũng đừng có phải tự hào mà là thế này thế kia, hay là để chụp hình ảnh, hay là để như thế. Đấy, chúng ta luôn luôn phải ý thức mang trong thân phận yếu đuối của con người, của người kỳ thú bổn phận phải bác ái liên tục. Mà bác ái cũng chỉ sinh ra vật chất, bác ái từ trong lòng, bác ái từ lời ăn tiếng nói, cách sống tràn hòa niềm vui. Cái điều đó là điều mà cha muốn anh em luôn luôn nghĩ các điều này. Đôi khi làm việc bác ái đi cho này cái kia phân phát đó, nó trở thành một phong trào mà đôi khi nó không có tích cực. Và qua những cái việc bác ái nhiều đoàn thể, nhiều nơi, nhiều giáo xứ đôi khi cũng lợi dụng nhau cách này cách khác. Và các cha thì luôn luôn thấy được điều này, cho nên thì vừa quay trở lại với gia đình giáo xứ Thọ Thành của chúng ta, cha muốn anh chị em hãy ghi khắc cái tâm tình này, là chúng ta bổn phận của người cái thứ là bác ái, là chia sẻ mà không chỉ dừng lại vật chất. Nên xin tất cả anh chị em chúng ta trong cuộc sống của Chúa dạy chúng ta bác ái từ lời ăn tiếng nói trong lòng, cách sống của chúng ta, rồi chúng ta có thể chia sẻ bằng vật chất bất kỳ khi nào, một cách âm thầm, một cách nhẹ nhàng. Nên xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em những người đại diện cho giáo xứ để đi đến từng cái gia đình nghèo, để chúng ta cũng thăm hỏi họ là chính. Hôm nay đi đến với anh chị em mang niềm vui và bình an cho chị em, những người chúng ta như cách nhắc được. Vâng, chúng con dò với cha, chúng con xin ghi nhận để rồi công việc của chúng con làm nó được tốt đẹp theo thánh ý của Chúa cũng như là ý nguyện của cha. Một lần nữa chúng con xin được chân thành cảm ơn cha. Và giờ đây để chúng ta bắt đầu vào công việc, báo cáo với cha như vậy là chúng con chuẩn bị 118 phần quà và cái giá trị từng phần thì chúng con sẽ báo cáo sau. Giờ đây xin mời giáo hội Vũ Vương, có ai đây không ạ? Chưa không ạ? Tiếp tới là xin mời giáo hội Mông Cô. Nhận như vậy 20 phần quà, 22 phần quà, trong đó là có 5 phần quà chia sẻ cho người già cả. Xin ông Quan đó ạ. Xin ông vào đưa ra đi, các bà tiến vào đưa ra một vị trí nào đó. Tưởng Vương nè, do họ Cát Minh nè, Cát Minh như vậy là 10 phần quà, trong đó cũng có 5 phần quà chia sẻ cho những người già cả, 17 phần tất cả. Chết lên này mang về luôn. Còn lại là vang à. Cái danh sách đâu? Cái danh sách có dữ không?
Đức Vương chúng ta lấy cho 10 phần quà để lại là 50 phần cho La Phan, chuyển lại còn lại của La Phan. Dạ, con chào chú. Hôm nay giáo xứ mình có chương trình gì đây chú ha? Theo lịch thường hàng năm, một cách có thể giúp của giáo xứ đó là quà Tết cho những người nghèo, những người già đã neo đơn trong giáo xứ, được sự hướng dẫn trao quản xứ, giáo xứ cùng đoàn giáo xứ có tổ chức Tết tình yêu cho người nghèo. Giây phút này chúng tôi đã chuẩn bị xong và trong 18 phần quà đến cho những người già đã neo đơn bệnh tật, kể cả lương giáo. Cũng như kèm theo cái lời tâm tình chia sẻ động viên để vượt qua bệnh tật, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà năm qua để bước vào một năm mới được mọi sự an bình và hạnh phúc. Chú qua chương trình này chú có muốn nhắn gửi gì đến những người mình đi thăm à? Trước hết thì trước khi mà nhắn gửi những người đi thăm đó thì cũng xin phép cho giáo xứ, cho cha quản xứ cảm ơn tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ với tấm lòng bác ái yêu thương để rồi kẻ ít người nhiều chung tay đóng góp có những phần quà rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và cũng tâm tình đấy cũng xin gửi đến tất cả mọi thành phần được hôm nay được hưởng nhận cái phần quà tinh thần của giáo xứ. Xin kính chúc tất cả quý vị gia đình hạnh phúc, sức khỏe, quý vị được an bình để rồi trong năm mới này sẽ đạt được nhiều kết quả và tốt đẹp hơn. Dạ rồi, cảm ơn chú, cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn, hôm nay đời sống Cao Nguyên sẽ tiếp bước theo gân của hội đồng giáo xứ của Thọ Thành ở đây, cũng đi gọi là chia sẻ một ít niềm vui cho bà con ở trong hội đồng giáo xứ của Thọ Thành cũng như ở trong xảo Hòa Phú, là để một cái Tết được là gọi là ấm áp tình thương của hội đồng. Xin mời các bạn cùng theo chân với anh em chúng tôi đi làm chương trình nhé. Con thưa bà, thưa anh Hoàng, trong tâm tình của ngày cuối năm, để tháng lễ thường hàng năm thì giáo xứ vẫn có cái chương trình để đến với những người già cả ốm đau trong giáo xứ đấy, không kể lương giáo. Giây phút này em xin được thay mặt cho cha quản xứ, cho ban thường vụ đoàn giáo xứ hiện diện ở đây là có ban giáo họ, có ban giáo họ là ông Sáng, rồi ban loan báo tin mừng. Chưa thấy nhà đến đây để thăm cụ. Biết nhiều gì không biết, bữa nay cụ là bao nhiêu tuổi rồi anh à? Năm 105 một cái tuổi mà nó là ngày xưa các cụ nó là thế nào, cổ lai thì 70 là quý hóa lắm rồi, mà bữa nay là gần gấp đôi rồi đấy. Tạ ơn đất trời, tạ ơn ông bà. Hôm nay bạn em tới để thăm cụ đây nha. Xin chúc là bà cụ 105 tuổi nha các bạn, mong các bạn hãy cùng chia sẻ và đến thăm bà cụ nhiều vào nhé. Chúc bà luôn luôn khỏe nha bà, cố gắng. Bà có nghe được không bà? Bà có nghe con nói không? Có thằng quà nho nhỏ để gửi đến, không phải là chia sẻ cái gì cả, nhưng mà gửi đến cho cụ được cái thôi. Mình có 105 tuổi rồi, rồi cái có đường rồi, rất mừng. Chủ yếu là quay hình bà đấy, 125 tuổi.
105 một cái gạo tuổi này đó tặng quà ba ăn Tết. Quà chúng con gửi cho bà nha, ăn Tết vui vẻ với con cháu nha. Rồi cảm ơn bà, chúc bà khỏe. Phải nói là sức khỏe rồi còn tốt đấy. Mắt của bà có nhìn thấy rõ không bà? À, nó nghe rõ. Vẫn nghe, vẫn nhìn thấy. À, và vẫn minh mẫn hả? Theo quay của bà. Anh Tư Trang là chuẩn bị để một bài thơ. Ngay chiếu theo đồ dạng hết, nhưng mà nó đi để nguyên vậy cho bà. Không có điều cho bà lấy cho. Đi đâu được không? Ngay nó về, nó lấy xe cái gì không? Trong lễ năm tuổi là hồng phúc. Bây giờ nếu mà trong xứ mình mà trong lễ năm mà mình xuất khỏe cái này là không có này còn rồi chúc bà khỏe nha. Hôm nay chào bà nha, chúc bà mạnh khỏe. Nay đoàn tiếp tục đi đến thăm một bà ở trong làng. Chào các bạn nha. Bà là có đi được không? Bà có đi được không? Không đi được đâu. Bà trong bà. Chị mà ngay lên đếp chứ. Ừ, trong bà. Tiếp á, ngồi chơi đi. Thôi được đây chị. Có tâm tình ngày cuối năm. Dạ, dạ. Theo cái điện thường của giáo xứ đó. Theo cái điện thường của giáo xứ đó. Giáo xứ cũng có tổ chức để đi thăm những cụ già cả. Cụ áo đi đâu cũng con ngay đường này. Thăm những cụ già cả ống đồng nha. Cho nên là chúng ta được thay lời cho họ xứ nè, ban thường vụ đồng xứ nè, để ban cho họ mừng côi. Anh chị em loan báo xin mừng thứ nhất là đến thăm cụ. Xin chúc cho cụ năm mới được nhiều sức khỏe. Sức khỏe trong tuổi già chứ không phải sức khỏe theo tuổi trẻ đâu. Để về cụ có nhiều niềm vui nơi con cháu. Xin gửi đến gia đình lời chúc năm mới nha. Làm ăn phát tài nhé, làm nhiều may mắn hơn Tết sang năm mới à. Đây món quà đây hết không ngon không biết gì không biết gì hết là không biết gì hết rồi chỉ biết mấy thấy đông người hết rồi mấy bác mẹ nhăn chứ mi nhăn chứ mẹ phong mi chứ à mẹ phong à mẹ phong đó mà ô mẹ phong đó mình nhăn chứ mà nà hôm nay à mẹ phong nha kinh đại khẩu mi kinh đại mi nhăn kinh đại khẩu mi kinh đại à bay đại mi bay đại lo biết bay đại lo ồ đây là thêm một cụ nữa nha các bạn. Bà này là người Thái á, người Thái á, bà nói tiếng Thái á, bà không biết nói tiếng Kinh hả bà? Bà không biết tiếng Kinh, nhưng mà bà tiếng Thái thôi. Là đúng rồi, bà cũng rất chi là cao rồi nhá. Dạ. Mong quý vị và các bạn cùng chia sẻ, cùng đến thăm bà vào những cái dịp Tết và lễ hội nhá. 90 tuổi. Bà cụ 90 tuổi mà bà người đồng bào Thái. Dạ cảm ơn bà. Chúng ta tính hai nha. Chẳng có lấy nhắn lên. Mẹ một người nha. Chào các bạn, đoàn mình tiếp tục đi đến thăm một cụ già tiếp theo. Rồi, tiếp tục đi nha các bạn. Lên đường nha, đi tới chiều luôn. Đi thăm một cụ già ở trong làng.
thế chứ. Của giáo xứ chúng em thì được sự hướng dẫn của cha quản xứ đó để đi thăm những người già cả đau yếu, thì nghe tin chị cũng bị cái tai nạn thì giáo xứ chúng em đến đây để thăm chị, thì cũng xin chúc cho chị bên trên ban cho chị chống được bình phục để rồi cùng với anh lo cuộc sống cho gia đình, cho con, cho cháu. Trong tâm tình đó thì chúng em cũng có cái món quà cuối năm, mặc dù nó không phải là to lớn gì, nhưng mà đây là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ gửi đến chị xin đây để chia sẻ trong cái ngày xuân với lại cộng đoàn giáo xứ chúng em. Chị bị lâu rồi anh, 4 năm rồi. Vì nọ, bước bận đấy, vì nọ lâu, mà đấy thăm nọ á, cái này là cái này vì nọ thôi. Chẳng qua kia anh đấy là không làm bất tin mừng mà. Áo cũng gọn lắm á, miếng mi cả lăng đơ, nhỏ nhắn thôi, mà chút thử nó không mạnh lên nha. À, cái thư á, cái công với chị mi. Đây là chị. À, bá nữa là bá, 5 năm rồi. Cách đây 5 năm chị rất là khỏe mạnh. Và... chị bị tai nạn như thế nào hả? Bò. Bò. Chị đây lại bị một cái tai nạn là đúng là quá thương tâm là mà không ngoài. Cũng nói, mà đây là chị bị bò húc nha các bạn. Đúng là quá thương, giờ chị ở một chỗ, ngồi một nơi mà mong quý vị và các bạn có những cái gì gọi là cũng như tinh thần và vật chất, nếu như các bạn mà có điều kiện thì các bạn hãy đến thẳng vào giáo xứ Thọ Thành để cùng chia sẻ với chị và gia đình đấy nha các bạn. Chị tên gì ha? Hoàn cảnh rất chi là đáng thương nhá. Chị tên gì ha? Không nói cái kênh này. Nọng tên tăng ấy, vì chị là chị món thì mới làm. Lò thì món. Vì sắc mà nông. Món. Nông thì mới. Lò thì món. Lò thì món thì mới. Nọng tên là lò thì món. Kính kinh hướng này. Về cái não có xong đây nè, xong rồi đây là cái mổ từ đây ra đây đã đó, cái đường mổ đây nè. Đó. Chị bị bỏ húc. Về trên cái não. Ở đây là để cho chị. Bích đôn nằm đó thôi. Giáo họ Măng Côi cùng với cái ban loan báo tin mừng của giáo xứ Thọ Thành để phát quà cho giáo họ Măng Côi. Rồi, chào các bạn, đây là mình cùng đi với đến giáo họ Măng Côi. Giáo họ Măng Côi nhá. Rồi. Rồi, chào nha. Đoàn lại tiếp tục đi. Đoàn nữ vương. Đoàn của giáo họ nữ vương. Tết xuân sắp về rồi, được sự hướng dẫn của cha quản xứ, hôm nay là chúng con thay mặt cho cha, ban thường vụ đồng giáo xứ, các ban giáo họ, ban loan báo tin mừng đến thăm những người đau ốm già cả trong giáo xứ cũng như là những cái gia đình khó khăn đó, cũng xin Chúa cho thương ban chúc lành cho cô để cho cô được bệnh tật nó đỡ giảm đi, có sức khỏe để rồi vui với con cháu những ngày mà Chúa ban cho con ở đi dương thế này nha. Rồi chúng con cũng có món quà, đây là của Ít Lòng Diều mà cộng đoàn giáo xứ gửi đến cô nhé. Cô cũng chia sẻ với chúng con trong cái ngày xuân này. Không khóc gì hết, tất cả mọi vấn đề đã được cô nhận được nha. Rồi đây là món quà và tặng cho bà nha. Cho cô đây. Rồi chúc bà vui khỏe. Hùng á. Dạ, Hùng ơi, Hùng bạn của Tiên đây. Dạ.
Rồi, rồi, được rồi, bây giờ thôi bạn con đi nha. Rồi, cô nghỉ, dạ, mọi việc nghe nha. Rồi, rồi, rồi. Con mai là đầy tớ bất trung, khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời, bằng tình yêu không hề đổi rời. Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời, để con nên bình an cho đời. Cho quản sứ đó để chúng em được đến thăm tất cả các cụ và cả ốm đau đó, cô thân tên Chía cũng như là những người mà bị tật lâu năm, thì giờ phút này ban cho họ kết hợp với lại ban thôn có báo lên cho ban chúng em biết, thì giờ phút này chúng em đến thăm cứ thấy đó, thì cũng xin có lời chúc lên phải gia đình, thì xin lên ban cho chị cho đại gia đình con mỗi ngày cả sức khỏe dồi dào để vượt qua những cái khó khăn mà con cái đau ốm, và cũng xin chúc cho người con bị bệnh tật đó thì ở đây che chở cho để trong cuộc sống hàng ngày mỗi riêng những nỗi khó khăn cho cha cho mẹ cho gia đình, và trong chương trình đó thì chúng em cũng có món quà, nó có không to lớn gì cả nhưng mà đây là tinh thần của toàn thể cộng đoàn đóng góp lại để xin chia sẻ trong cái phần của chúng em. Cho cái ra để cho mọi người.